Hello anh em, nhận định nhanh thị trường chứng khoán ngày mùng 10 tháng 11 năm 2023. Ok, hiện tại chúng ta đang có một cái phiên giao dịch với mức thanh khoản nó khoảng 7 000 tỷ, tương đối là ok. Đúng không? Hôm nay thì chúng ta không thể đòi hỏi thanh khoản nó to bằng hôm qua được. Tại vì sau một cái đà tăng ấy, thì chúng ta phải nghỉ ngơi một chút. Nghỉ ngơi để làm gì? Để cái thanh khoản nó cải thiện dần, nó hấp thụ những cái lượng cung, đặc biệt là chiều nay cái hàng phiên bùng nổ này về, bùng nổ theo đà đúng không? Về thì sẽ hấp thụ như thế nào? hiện tại sáng nay thị trường của chúng ta đang giảm khoảng 8 điểm 0,73% mở gắt giảm luôn đúng không? về ngưỡng 1105 biết là anh em đang lo ngại vấn đề gì nhưng mà sau khi bùng nổ theo đà nếu mà nó không có ba uh, phiên phân phối thì thực chất thị trường nó chưa có những cái rủi ro nhất định nhá yeah. vì thế nên là giai đoạn này thì theo mình thì chỉnh thì anh em nên múc nhá yeah. là cơ hội để anh em mua cổ phiếu với giá tốt để anh em có thể là đánh một cái nhịp hồi nhá. Trước mắt là chúng ta sẽ có một cái target là loanh quanh lên cái vùng trên này 1150 Có thể là khi mà thị trường nó đi ngang như này thôi Nhưng rất nhiều cổ phiếu nó sẽ vẫn phân hóa và nó tăng Đấy anh em trông này Cổ phiếu này Anh em thấy không e, Đài chứng khoán thứ bất động sản vẫn ok Và đoạn này mình, anh em biết lại mình đánh bệt bất động sản chứng khoán và thép ba nhóm đấy thôi Còn lại sự điều chỉnh đến nhóm banh Đúng không Đấy nước ngoài thì hiện tại là bán dòng nhẹ một chút Đúng không? Cứ vẫn bán VinHome, bán Vietcombank, bán MWG, mấy còn cứ thế tảng. Tự doanh thì hôm qua mua dòng. Thành khoản này thấp ngày hôm qua, đến ngày hôm nay hiện tại chúng ta mới có 350 triệu. Dự kiến hôm nay chắc được khoảng 8 triệu. 8 triệu là tương đối với phiên như ngày hôm nay rồi. Chiều nay xem áp lực hàng về như nào. Hàng về mà không có thì lại kéo lên lớp gáp sáng nay là ok. Nhớ. Yeah. Ok thế thôi anh em canh anh em mua thôi với mình thì mình đánh bệt bất động sản chứng khoán và thép thì này thì mình nói với anh em trên livestream rồi đúng không hàng tối rồi tùy anh em anh em chọn lọc tôi rất nhiều cái cổ phiếu nó có những cái điểm mua ok thậm chí là trong sáng ngày hôm nay khi mà anh em hoảng loạn ấy rất nhiều cổ phiếu có điểm mua ok yeah. ok cảm ơn cả nhà rất là nhiều mua được rồi tập trung nắm giữ thôi chưa có vấn đề đâu nha yeah. thị trường mình thấy ổn không có vấn đề gì theo dõi hàng chiều nay về như nào lượng cung ftd như nào nếu chiều nay lượng cung ftd về nó không lớn ấy thậm chí là thị trường có thể kéo lại tham chiếu yeah chuyện tương đối bình thường nếu mà lớn nó tạo ra một phiên điều chỉnh càng tốt nhá đang mong chỉnh để mua thêm mà anh em không chỉnh thì anh em mua kiểu gì lúc tăng thì anh em không đua được vậy không có chỉnh anh em mong chỉnh bây giờ chỉnh thì anh em lại sợ gì như thế nào đúng không Thì trường nó break đi cản chéo rồi chỉnh mua thoải mái thôi vấn đề đâu chọn lọc của phiếu mua thôi ok bye bye chúc cả nhà đầu tư thành công hẹn cả nhà buổi live tối nay trên youtube và tiktok anh lương việt anh em muốn vào nhóm thì đăng ký trên link bio tiktok nha bye bye